cờ tướng tinh hoa, được phát triển bởi Học Cờ Tướng Online. Luôn đi trong đam mê, cùng cộng đồng cờ tướng Việt Nam. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, kênh Cờ Tướng Tinh Hoa sẽ gửi tới các bạn ván đấu trong khuôn khổ của vòng thi thứ 7 giải cờ tướng các cấp hiện tại năm 2022. Bên đỏ đi tiên là chiến thần Vương thứ nhất và người cầm bên đen là kỳ thủ Mạc Tử Kiện. Trong ván cờ đầu tiên của đôi bên đã có tỷ số hòa và đây là ván cờ chớp. Xin kính mời các bạn cùng đón xem. Chứ吃 吃 吃 吃 吃 吃 吃
将军。吃。吃。吃。将军。吃。Và tiếp theo sau phấn cờ cho bay mã qua đến từ biên tiên của vương, thì trong thực chiến của Trần Cơ mặc thực kiện bị hết thời gian. Trong hình cờ đó thì bên đen đã đi tiếp bằng phấn cờ cho thoái thượng về, một phấn cờ khi hết thời gian. Các bạn thấy ngay dù còn thời gian thì bên đỏ có thể cho điều phó qua là xuất cục ngay bằng phấn cờ cho đe dọa thoái mã về, bắt sĩ và chiến tướng xuất cục. Chiếu tướng ngay, tướng lệch qua thì bình vào chiếu ngay. Các bạn sẽ cùng xem lại hình cờ trong trước đó. Trong bối cảnh trên thì bên đen có thể cho điều phó qua lộ 4 ngay, hình cờ vẫn cân bằng trong hình cờ trên. Như vậy kênh cờ tướng tinh hoa vừa gửi tới các bạn ván đấu trên đánh chắc khuôn khổ của vòng thiếu thứ 7 giải cờ tướng xuất sắc biến tái năm 2022. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.